Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC được chính thức thành lập từ ngày 31 tháng 12 năm 2015, tới nay đã được gần một năm. Trong suốt một năm qua đã có không ít những sự mong chờ đón đợi. Tuy nhiên tới thời điểm này, trong số 5 mục tiêu của cộng đồng ASEAN mới chỉ có mục tiêu về dòng chảy tự do thương mại là đạt được thành tựu theo các chuyên gia. Tôi cho rằng hiện nay AEC vẫn chưa đạt được nhiều mục tiêu. Như vậy ở thời điểm này AEC mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Cộng đồng kinh tế ASEAN có thể là một sự kiện thay đổi cuộc chơi theo cả hai cách tốt và xấu. Càng mở rộng, cộng đồng kinh tế này càng có khả năng tạo ra nhiều cơ hội và khiến việc đầu tư vào các doanh nghiệp ASEAN trở nên hấp dẫn hơn, nhưng nó cũng tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ. Các doanh nghiệp nếu không tự đổi mới mình sẽ tự tạo vũng lầy cho chính mình trong một cộng đồng ASEAN với 600 triệu dân. Phải nói về mặt kinh doanh thì không thay đổi nhiều lắm. Ở đây nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là thói quen của các doanh nghiệp trong toàn khối ASEAN. Người ta thích hợp tác với Nhật, với Mỹ, với Anh, với Pháp nhiều hơn là hợp tác trong nội khối. Đấy là thói quen, và thói quen này cũng cần phải thay đổi theo thời gian. Thứ hai nữa đó là cái đấy mới chỉ là nguyện vọng, nó chưa được luật hóa. Rõ ràng việc ra đời cộng đồng ASEAN đã mang tới một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp ASEAN, đó là việc mở rộng thương mại nội khối, thay đổi thói quen từ trước đó để trở lại với thị trường của chính 10 nước ASEAN. Và như vậy, đó không thể trở thành một sự kiện thay đổi cuộc chơi kinh doanh và càng không thể là một mục tiêu chính trị tới thời điểm này.